Bây giờ chúng ta đi sang phần thứ hai là cái phần sám hối, nghĩa là làm mới. Làm mới là một thực tập, quay về nương tựa là một thực tập, sám hối là một thực tập thứ hai. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phúc đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống, mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Cái điều mà chúng con thấy khi mà chúng con trở về mà nhìn vào bản thân đó, là cái nghiệp chứng trong bản thân con còn nặng, cái nghiệp còn nặng và cái chướng còn nặng. Nghiệp tức là những cái hành động trong quá khứ nó sai lầm, và hiện bây giờ cái kết quả của nó đang còn nặng nề, và cụ thể nhất là những cái thói quen tiêu cực nó ở trong con, và mỗi ngày nó phát hiện cái thói quen giận hờn, cái thói quen hờn dỗi, cái thói quen làm biếng, cái thói quen không có nắm được thân tâm. Có những điều mà mình biết là nếu mình nói ra thì làm tăng vật, vậy mà mình cứ nói. Có những cái mà mình biết là nếu mình làm thì nó gây tăng vật, mà mình dư thông minh để mình biết, vậy mà mình cứ nói và mình cứ làm. Mình đâu phải là người ngu, mình biết nếu mình nói cái đó thì nó tăng vào cái tình nghĩa, nhưng mà nó mạnh quá mà mình không muốn nói, nhưng mà mình đã nói và nó đã tăng vào. Có những hành động mình biết rất rõ là nếu mình làm thì nó đổ vỡ hết. Mình thông minh quá, mình biết rõ, nhưng mà không biết tại sao mình đã làm. Giống như có ma xui quỷ khiến nó làm cho mình nói cái điều đó và làm cái điều đó. Cái đó là tập khí, cái đó là ma tập khí, cái đó là nghiệp, nghiệp cộng mình. Sau khi nói rồi, sau khi làm rồi thì mình hối hận. Mình nói, tại sao mình ngu như vậy? Thực ra mình đâu có ngu. Mình biết rõ trước là mình không nên nói, mình không nên làm. Tại vì làm và nói thì sẽ gây đổ vỡ. Mình không có ngu gì hết, mình có đủ thông minh. Nhưng mà tại vì cái nghiệp chướng còn nặng, cái nghiệp còn nặng, nghĩa là cái tập khí tức là cái thói quen, cái habit energy còn nặng. Mà cái habit energy này, cái tập khí này đôi khi không phải là do chính mình tạo ra, mà đây là một cái năng lượng do nhiều đời trao truyền lại cho mình. Có thể cái tật xấu này là của cha mẹ mà mình thừa hưởng, có thể là cái tập khí này là do ông bà mà mình thừa hưởng. Ví dụ như là ngày xưa mình đã bị mẹ chồng đại ái, rồi bây giờ đây cái hạt giống làm mẹ chồng cũng có ở mình, và mình sẽ làm khổ con dâu của mình. Và cái đó nó cứ luân hồi, cái sự đại ái dằn vặt làm khổ nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là một cái tập khí, một cái tập khí. Và nếu mà mình không có thực tập thì mình không có chuyển hóa được cái tập khí đó. Và mình để cho cái tập khí đó nó đi luân hồi. Cái đó gọi là habit energy. Cái tập khí này, nhắc lại, không hẳn là một mình chịu trách nhiệm. Nhưng mà có thể là những cái năng lượng đã được trao truyền lại từ nhiều thế hệ tổ tiên, thì cái đó gọi là cộng nghiệp, nghiệp chung, collective karma. Và khi mà mình nhìn vào thân và tâm mình thấy
quả thật là cái tập khí đó nó có, nó đầy ải mình, nó gây đổ vỡ, và cái đó là nghiệp còn nặng. Và nghiệp đó nó trở thành một cái chướng ngại, một cái obstacle, chướng tức là những cái chướng ngại. Nghiệp là chướng, nó nói cái anh đó tại sao chướng quá. Chướng quá tức là người người đó là bị những cái chướng ngại về tham sân si, về thói quen, về về cái sự ngang bướng, nó làm cho người đó khổ và nó làm cho những người xung quanh cũng khổ. Đó là nghiệp và chướng. Đây là nhờ sống có chánh niệm trở về và mình thấy rằng cái nghiệp và cái chướng nó có trong con người. Chúng con biết rõ tự thân và thân con nghiệp chướng còn nặng, phúc đức còn mong manh. Nghiệp và chướng là những cái tiêu cực, còn phúc đức là những cái tích cực, nhưng mà phúc của mình thì còn ít, đức cũng còn ít. Phúc là gì? Phúc là những cái hoa trái của hành động tốt trong quá khứ. Trong quá khứ mình đã gieo trồng những cái nhân tốt, nhưng mà sự gieo trồng đó không có đủ, cho nên mình ít phước. Trong quá khứ ông bà cha mẹ mình cũng đã làm phước, nhưng mà làm ít, vì vậy cho nên mình nhận được ít, gọi là ít phước. Phước đức còn mong manh, còn mỏng. Đức là vậy. Đức là cái gì? Đức là cũng là cái thói quen, thói quen tốt, như là cái sự thương người, cái sự không có kỳ thị, thói quen tinh tấn, cái khả năng có thể tha thứ. Đó là những cái đức. Và mình có cái đó, và cha mẹ ông bà có truyền cho mình cái đó, nhưng mà cái đó nó chưa đủ lớn để có thể tạo ra cái sự thăng bằng đối với nghiệp chướng. Nghiệp chướng thì nặng, mà phúc đức thì nhẹ. Do đó cho nên phải tu tập để tạo ra một cái thế thăng bằng giữa phước đức và nghiệp chướng, để mai này phước đức nó nặng hơn thì nghiệp chướng nó sẽ nhẹ hơn. Từ thân nghiệp chướng còn nặng, phúc đức còn mong manh. Tri giác vẫn thường hay sai lầm. Mình ba chất ba nhòa, mình nghe, mình nhìn, và mình có những cái vọng tưởng. Sợi dây thì tưởng là con rắn. Người ta không có muốn làm khổ mình, mà mình cứ tưởng người ta muốn làm khổ mình. Vậy vậy cho nên cái tình trạng có thật của mình đó, là mình đầy những cái tri giác sai lầm. Do đó cho nên tu tập chánh niệm là để có cơ hội nói rằng không biết cái tri giác của mình có sai lầm hay không. Are you sure that your perception is correct? Và nên mình phải có người bạn. Mỗi khi mình giận, mình buồn thì người bạn hỏi Are you sure that your perception is correct? Đó là một tiếng chuông, đó là cánh tay Đức Từ Bi cứu độ. Chúng ta phải nâng đỡ nhau, chúng ta phải nói với nhau rằng anh khổ, chị khổ, nhưng mà anh chị thử coi lại cái thử, cái khổ này có phải là do một tri giác sai lầm nó tạo ra hay không. Và khi mình có được một người bạn tu mà nhắc mình như vậy, thì người bạn tu đó là cánh tay của Đức Từ Bi. Chúng ta phải giúp nhau, chúng ta phải nhắc nhở nhau rằng hầu hết những cái khổ đau của chúng ta được sinh ra là bởi những cái tri giác sai lầm, wrong perceptions. Thành ra tôi trở về tôi và tôi thấy rằng nghiệp và chướng của tôi còn nặng, phước và đức của tôi còn mong manh, và tri giác của tôi thường hay sai lầm. Đó là sự nhận diện cái sự thật về mình. Tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Tuệ căn là một trong năm căn. Năm căn rất quan trọng cho sự thành công của tu học, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và mình thấy rằng cái tuệ căn mình đang còn chưa vững chãi, tức là mình đang còn nghèo nàn về phương diện trí tuệ. My capacity to understand, my understanding is still poor. My capacity of understanding is still poor. Đó là tuệ quá căn,
vẫn chưa vững chãi. Nó cũng có nghĩa là tri giác sai lầm vẫn còn nhiều quá. Tri giác sai lầm nhiều quá có nghĩa là tuệ căn chưa vững chãi. Mà tu có nghĩa là làm cho năm căn càng ngày càng vững chãi: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Văn tư tu chưa thật sự vững bền. Văn tư tu là quá trình tu học. Văn tức là ngồi nghe, ngồi nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và khi mà chúng ta ngồi nghe Đức giáo pháp Thế Tôn thì chúng ta lấy tư cách là một thanh văn, thanh văn Shravaka. Chúng ta nghe kinh là chúng ta đang thực tập thanh văn, tức là chúng ta nghe pháp. Sau khi nghe rồi á, thì chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải quán chiếu, gọi là tư, để cho hiểu được những cái điều ta nghe, thấy được những điều ta nghe. Và khi mà nghe rồi, hiểu rồi, tư duy rồi và hiểu rồi thì mới áp dụng vào đời sống hàng ngày, gọi là tu. Văn tư tu là quá trình của sự tu tập, học hỏi, quán chiếu và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Văn tư tu chưa thật sự vững bền, mình thấy được cái điểm yếu của mình. Giờ phút này ngưỡng vọng đại sen, mình có những cái yếu đó, những cái shortcoming đó, những cái weakness đó, cho nên mình mới chắp tay lại, mình hướng về đại sen. Năm vóc cùng gieo xuống, đầu chấm đất, trán chấm đất, hai tay chấm đất, hai chân chấm đất, mọp xuống ngũ thể đầu địa, mong lượng từ mở rộng. Lượng tức là cái dung tích, cái volume. Tại Đức Thế Tôn có cái lượng từ rất lớn, cái lượng từ bi, cái không gian chứa đựng lòng từ của Ngài rất lớn, cho đến nỗi cái lượng từ của Đức Thế Tôn có thể bao trùm được cả thái hư. Thì lượng từ nó đã mở rộng rồi đó, đủ chỗ cho mình đó. Chỉ có cái chuyện là mình có chịu đi vào trong cái lượng từ đó hay không. Bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tấm lòng ôm tròn cả thái hư. Tức cái lượng từ của Ngài nó ôm tròn cả thái hư. Đại viên mãn giác ứng tích tây càng, tâm bảo thái hư. Tâm bảo thái hư tức là trái tim của Ngài nó ôm tròn cả vũ trụ và tâm bảo thái hư. Tâm là trái tim, bảo tức là ôm lấy, thái hư tức là the cosmos. Vậy thì xin lượng từ mở rộng là xin Đức Thế Tôn mở cái lượng từ bi, cái lượng hải hà sông biển của Ngài, và chúng con quỳ xuống, chúng con xin trải hết lòng ra. Trải hết có nghĩa là trình bày hết tất cả những cái yếu kém của con. Thường mình đối với người khác, mình tự ái, mình không muốn cho họ thấy những cái tiêu cực của mình, những cái yếu kém của mình. Mình không can đảm, nhưng mà mình giả bộ là mình can đảm. Mình có ít tình thương mà mình giả bộ có nhiều tình thương. Mình mê mà mình muốn tỏ ra như là mình tỉnh. Mà mình không có vững chãi mà mình giả đò là có vững chãi. Mình không có thảnh thơi, mình giả đò là có thảnh thơi. Mình giấu mình vì cái uy tín, mình không có hạnh phúc mà mình làm ra vẻ như là mình có hạnh phúc. Cái đó là giả dối. Nhưng mà đến với Đức Thế Tôn rồi á, thì là mình phải buông hết tất cả những giả dối đó, mình trải hết lòng ra. Cho nên khi mình lại xuống, mình ngửa hết hai cái bàn tay ra, mình đưa những ngón tay thẳng ra. Mình đừng có để như vậy không, mình phải đưa ra như vậy, đưa cao lên một chút xíu để mình nói rằng con không có giấu gì trong hai bàn tay của con. Đức Thế Tôn thấy hết cả ruột cả gan của con. Con không có giấu gì hết. I am exposed to you with all the truth. Cho nên khi mà mình mở hai cái tay ra như vậy,
xòe ra như vậy, thì nó là con xin trả hết lòng ra, con có giấu giếm ngài một chút nữa. Tại vì nếu mà giấu ngài thì còn cái gì nữa, đâu còn cái sự thành tâm, đâu còn cái sự thành kính nữa. Chúng con xin trả hết lòng ra. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, không biết từ bao lâu rồi, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh, mình có cái chân tâm thu mai, nhưng mà mình không biết được, không có thấy được, mình không có nhận diện được, mình cứ để cái vọng tâm nó xuất hiện và mình cứ chạy theo cái vọng tâm đó, nên đã chạy theo trần cảnh. Trần cảnh tức là đối tượng bụi bặm, trần là bụi bặm, cảnh tức là cái đối tượng. Mà khi mà cái cảnh là trần cảnh rồi thì cái tâm tức là vọng tâm, chân tâm mình buông bỏ, mình không có tiếp xúc được, mình để cái vọng tâm phát khởi. Và khi mà vọng tâm phát khởi rồi thì cái đối tượng của vọng tâm phải là trần cảnh, tức là cảnh bụi, và mình cứ đi theo cái cảnh bụi, chạy theo cảnh bụi, cái đối tượng bụi bặm, và mình đã đi theo cái đối tượng bụi bặm từ lâu rồi, không biết từ bao lâu, gọi là từ vô thị. Mình đã đuổi theo những cái bóng dáng của hạnh phúc, mình chạy theo đối tượng của năm dục, và đối tượng của năm dục đó tức là cõi bụi. Lên non hồi hạt bồ đề, xôn xao để lại dưới kia bụi hồng, là một cái thái độ ngược lại. Mình lên núi tìm thầy và mình cố quyết tìm ra cho được cái hạt giống bồ đề. Lên non vùi hạt bồ đề, vùi không phải là vùi trên núi mà vùi ở trong trái tim của mình. Tại vì mình biết rằng nếu mình vùi hạt bồ đề trong trái tim của mình và mình tưới tầm mỗi ngày thì hạt bồ đề sẽ nở ra cây bồ đề, hoa bồ đề, trái bồ đề. Và mình chỉ có thể làm được chừng đó nếu mình bỏ dưới chân núi những cái đối tượng có thèm khát, có giận hờn. Lên non bụi hạt bồ đề, xôn xao để lại dưới kia bụi hồng. Tất cả những bụi hồng mình không có đem lên núi làm gì, mình để lại dưới đó hết. Nên đã chạy theo trần cảnh ba nghiệp nhiễm ô. Ba nghiệp tức là thân, là khẩu, là ý. Ba nghiệp đó đều dơ bẩn hết, đều bị ô nhiễm hết, polluted. The pollution of the body, the pollution of the speech, and the pollution of the mind. Ba nghiệp nhiễm ô là chỉ vì một nguyên do duy nhất là mình với cái vọng tâm, mình chạy theo cái trần cảnh, đắm trong tham ái, mê mờ, ghét ghen, hờn giận. Mình bị chìm đắm trong những cái tâm hành thèm khát, vướng mắc, ngu si, ghét ghen, hờn giận. Đó là tình trạng thật của mình. Nay nhờ chuông đại hồng cua vang tỉnh mộng, nghe một tiếng chuông giật mình và thấy rằng tất cả cái quãng đường dài hú hút như vậy là quãng đường của cái sự lạc lối, mê mờ và tỉnh dậy. Cái này gọi là giác. Nghe một tiếng chuông thì tỉnh dậy. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết buộc lòng làm mới thân tâm. I am determined to begin anew with my body,
anh được mãi mãi. Phải làm mới cái thân và cái tâm. Thành là sáng nay chúng ta thực tập nghe chuông. Từ nghe chuông tức là để có cơ hội tĩnh mộng. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tội cũng đều nghe. Siêu nhiên vượt thoát đường sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Và mỗi ngày sư chú đều có tiếng chuông hết. Tiếng chuông cho muôn loài có cái cơ hội tỉnh dậy, giác ngộ tâm tư một hướng về. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tịnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm. Khi mà mình tính rồi rồi thì nhất định mình muốn làm mới lại. Mình không có muốn, mình không muốn đi theo con đường cũ, mình muốn làm mới lại. Fresh start, a new start. Bao nhiêu tội ác lỡ lầm, nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Ác đây nó có nghĩa là không có lợi cho thân và cho tâm, đều gọi là ác. Chứ ác ở đây nó không có nghĩa là độc ác mà thôi. Nó có nghĩa là tất cả những cái gì không có lợi lạc cho sự phát triển của vững chãi và thảnh thơi, đều gọi là ác hết. Mà thiện là những cái gì nó bồi bổ thêm cho giải thoát, cho an lạc, cho hạnh phúc, gọi là thiện. Ví dụ như mình nghe nhạc Đức Ruột, hay là mình coi phim trường, thì cái đó không phải là giết người, không phải là nói dối, không phải là uống rượu, nhưng mà nó ác. Đó cũng là một cái ác nghiệp. Và tại vì làm những cái đó thì nó không có lợi cho cái sự giải thoát an lạc của mình. Vì vậy cho nên chữ ác ở trong đạo Phật nó có cái nghĩa rất rộng. Những cái gì có lợi ích cho thân tâm, không có hướng về giải thoát an lạc và giác ngộ, đều gọi là ác hết. Chứ không phải ác có nghĩa là mê săn, không có nghĩa là hung dữ, gọi là ác. Chữ ác ở trong đạo Phật nó có nghĩa rộng. Ác nghiệp là như vậy. Ác ở đây nó có nghĩa là negative. Bao nhiêu tội ác lỡ lầm, nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Gột sạch tức là làm cho nó tinh khôi trở lại. Đây là sám hối. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần thứ ba của bài tụng là nguyện. Nguyện ở đây có nghĩa là hứa, là cam kết về việc hành trì. Chúng giờ phút này đây lập nguyện sâu dày tức là lập nguyện cho thiệt vững, sâu, vừa sâu vừa dày như là đất, xa lìa tập khí cũ. Tập khí tức là cái habit energy cũ. Mình nhận thấy mình có cái tập khí xấu rồi, thói quen xấu, mình nhất định muốn xa lìa cái tập khí đó. Suốt đời về nương tựa tăng thân, đây là một cái điều cụ thể nhất. Và nếu anh muốn tu mà anh không có nương tựa tăng thân thì thử hỏi làm sao anh tu được. Cho nên anh phải làm bất cứ một cái gì để anh có một tăng thân, và anh phải tiếp xúc với tăng thân, và anh phải take refuge in the sangha. Nếu anh mà không có tăng thân, anh có bám lấy tăng thân, anh có sống với tăng thân thì có cách gì anh tu được đâu. Dù anh có cái thiện chí đi nữa thì nổi trong vài ba tuần anh cũng bỏ cái sự hành trì của anh, tại vì anh không có tăng thân để nâng đỡ, để soi sáng cho anh. Do đó chính nguyện suốt đời về nương tựa tăng thân. Chúng ta đã nói rằng chúng ta quy y Bụt, quy y pháp, và bây giờ là quy y tăng. Quy y tăng là quy Bụt và quy pháp một cách rất là cụ thể. Nói quy Phật, quy pháp mà không quy tăng, không quy tăng tức là chưa quy Phật, chưa quy pháp. Phải quy tăng, phải nương vào tăng thân thì mới thật sự là quy Phật và quy pháp. Tại vì tăng thân mang trong nó Bụt thân và pháp thân. Xin Bụt đưa cánh tay ân cần từ bi nâng đỡ, nguyện trong khi thiền tập, nguyện những lúc pháp đàm, lúc đứng, khi đi, nấu cơm, rửa bát, nằm, ngồi, làm việc, giặt áo, kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương, lạy Bụt,
mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thật thân. Đó là một lời cam kết rất là cụ thể. Con không có nguyện những cái điều vu vơ, con không có cam kết những cái điều vu vơ không thể làm nào làm được. Con cam kết làm những điều rất là đơn giản, rất là thường nhật. The daily, the concrete daily things. Cái nhật dụng. Nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Cái giá trị của sự tu học của anh nó nằm ở trong cái nhật dụng của anh. Anh có thể nói trời, nói biển, nói rất cao, rất là siêu. Nhưng mà nếu anh không có chứng tỏ được trong cái nhật dụng của anh, trong cái sự hành trì mỗi ngày của anh, thì tôi không có tin anh được. Tại vì nhật dụng là cái tất cả, cái giá trị, cái hoa trái của sự tu học nó nằm ở chỗ nhật dụng. Nếu không có nhật dụng đó thì không có cái gì hết. Và nhật dụng là gì? Khi thiền tập, khi pháp đàm, khi đứng, khi đi, khi nấu cơm, khi rửa bát, nằm, ngồi, làm việc, giặt áo, kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lại buộc, thì trong những cái giây phút đó mỗi bước chân phải có sự an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Tức là phải có chánh niệm trong tất cả mỗi cái hành, mỗi cái động tác của đời sống hàng ngày. Đó là cái thực tập căn bản, the basic practice. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Ba câu này rất quan trọng. Ba câu này nó có nghĩa là nếu mình dạy người ta thì mình phải dạy bằng cái thân giáo trước, dạy bằng cuộc đời của mình trước. Cũng như là Thánh Gandhi có nói rằng my life is my message. Tại vì Mahatma Gandhi bằng cái đời sống của ngài dạy người ta. Tại vì ông nói, ông làm những cái ông nói. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải làm những cái ta nói. Nếu ta không làm những cái ta nói thì những cái ta nói không có kilo nào hết. Mà ngày xưa có một ông thầy giáo, ông hút thuốc, ông uống rượu, ông chửi bới. Rồi trong cái giờ đạo đức học, ông ấy dạy học trò là không có được hút thuốc, không có được và uống rượu, không được chửi bới. Học trò nó nhìn ông nó cười quá, ông mắc cỡ, ông nói tức là hãy làm theo những cái lời của ta dạy thôi, đừng có làm theo những cái lời ta làm, những cái điều ta làm. Ông nói vậy, ông nói một cách là không có cỡ gì hết. Chúng ta đừng có như thế ông đó. Chúng ta phải biết chia sẻ cái pháp môn, dạy người, chỉ cho người bằng cái thực tập của chúng ta trước hết. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Thân giáo là cái lời cam kết của chúng ta. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Tịnh độ, đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Tịnh độ không phải là hiện hiện sau khi mình chết. Mình không có đi vào tịnh độ sau khi mình chết. Mình phải đi vào tịnh độ ngay trong giờ phút hiện tại. Mỗi bước chân phải có sự thảnh thơi, phải có sự an lạc. Và vì vậy cho nên nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. I vow to touch the pure land with every step I make. Rất là rõ ràng. Mà nếu mà thực tập như vậy trong vài ngày thì nó đã có sự khác, sự chuyển hóa. Nguyện thấy được tình độ dưới mỗi bước chân mình. Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành sự. Bản môn tức là thế giới của không sinh không diệt, thế giới gọi là bất tư nghị, nhập bất tư nghị cảnh giới. Đó là thế giới của kinh Hoa Nghiêm. Và mình phải thấy được cái bản môn
trong khi mình hành xử. Mình hành xử không phải là vì cái chốc lát, mà vì cái muôn đời. Nụ cười của anh, lời nói của anh, bước chân của anh, nó phải có giá trị muôn đời. Anh làm cái đó là anh làm cho muôn đời, chứ không phải là làm cho trong chốc lát. Và như vậy, không có sự phân biệt giữa cứu cánh và phương tiện nữa. Cứu cánh tức là phương tiện. Phương tiện là cứu cánh. There is no way to happiness. Happiness is the way. There is no way to peace. Peace is the way. There is no way to nirvana. Nirvana is the way. There is no way to liberation. Liberation is the way. Đó là cái giáo lý của chúng ta. Hạnh phúc và an lạc nó phải có ngay bây giờ. Giải thoát, giác ngộ, niết bàn, nó phải là mỗi bước chân, nó phải là mỗi hơi thở. Nguyện thấy được trình độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành sự. Bước trên thực địa, thở giữa chân không. Mỗi bước chân là 8 bước chân lên thực địa. Mà chúng ta không có đi như những người mộng du. Phần lớn của chúng ta đi trong cuộc đời như là những người mộng du. Bước trên đất mà chúng ta bước trên cung trăng. Chúng ta nghĩ tới cái gì đâu mà chúng ta không đặt những cái bước chân vững chãi ở trên cái thực tế. Và Trần Thái Tông nói rằng là bộ đạo trước thực địa. Vua Trần Thái Tông đâu có phải là người xuất gia, nhưng mà vua thực tập còn tinh cần hơn người xuất gia. Mỗi ngày vua sám hối, vua làm mới 6 lần. Cứ 4 giờ đồng hồ là vua làm cái lễ sám hối vào khoảng 15 phút. Làm sám hối xong thì đi làm việc nữa. Lục thời sám hối khoan nghi là một tác phẩm của vua Trần Thái Tông. Và hiện bây giờ tại chùa Trúc Lâm ở Lâm Đồng thì Thanh Từ cho các thầy, các sư cô thực tập mỗi ngày theo lục thời sám hối khoan nghi. Và Trần Thái Tông nói là mỗi bước chân mình phải dẫm trên lãnh thổ của thực tại, bộ đạo trước thực địa. Every step you make help you to touch the realm of the absolute reality. Bước trên thực địa, thở giữa chân không. Mỗi hơi thở của mình đó, là giúp cho mình thấy được cái true emptiness, tức là cái chân lý tương tức và tương nhập của thế giới. Thắp lên trí sáng diệu tâm, màng vô minh quét sạch. Trí sáng diệu tâm đây tức là chánh niệm. Trí sáng diệu tâm ở đây nó chỉ có nghĩa là chánh niệm thôi. Chánh niệm làm cái đèn mình thắp lên một cái thì tự nhiên tất cả những bóng tối của u mê, của quên lãng, của thất niệm nó tan biến, gọi là màng vô minh quét sạch. Vô minh ở đây nghĩa là sống mà mình không biết là mình sống, sống mà không an trú trong hiện tại, bây giờ và ở đây thì gọi là vô minh. Thành chữ vô minh ở đây nó có nghĩa rất rõ ràng. Thắp đèn lên thì bóng tối nó đi liền, chánh niệm có mặt thì bóng tối không có mặt. Thân tâm tịnh lạc, tư thái thông dong. Nếu mà sống chánh niệm thì tự nhiên thân tâm nó có sự an tịnh, nó có cái hạnh phúc. Tư thái nó thông dong, mình không có đi như là ăn cướp nữa. Mình không có bước đi một cách vội vã như là một người đi ăn cướp nữa. Nó rõ ràng là thấy mình có cái thẳng thư. Mỗi sư cô, mỗi sư chú thực tập chánh niệm là phải có cái sự thẳng thư an lạc đó. Và người ta nhìn vào, người ta biết rằng là mình có thẩm thơi an lạc hay không, không có thể nào giấu giếm được cả. Đến phút lâm chung, tức là phút mà mình đổi thân này, lòng không luyến tiếc,
không có tiếc nữa. Và mình không có tiếc thì những người thân của mình cũng không ai tiếc hết. Tại vì đây họ biết rằng đây không phải là sự chấm dứt, đây là một cái giai đoạn chuyển tiếp. Cái lá nó rụng không có đáng để cho mình khóc, tại cái lá nó rụng là nó lên đường chuyển hóa để bắt đầu một cái giai đoạn mới. Đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, là nhờ mình thực tập. Cho nên mình không có co rúm lại vì cái lo sợ. Trong chúng ta có những người rất sợ, mới hơi có một cái triệu chứng gì trong con người đã hoảng hốt, đã sợ sệt. Và cái đau cơ thể mới có một, mà cái đau tâm hồn ấy, nó 10, nó làm cho cái đau của cơ thể nó nhân lên gấp 10 liền tức. Đó là chúng ta tự đẩy chúng ta xuống địa ngục vì cái vô minh và cái sợ hãi của chúng ta. Và nếu mình thực tập cái đàng hoàng ấy, thì thân tâm của mình nó sẽ buông thư, và những cái đau nhức ở trong cơ thể nó sẽ giảm bớt. Thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Đây là một cái mong ước của tất cả những người tu. Cái giờ phút lâm chung, cái giờ phút mà chuyển hóa từ kiếp này sang kiếp khác, là những cái điều này, là những cái điều mình mong ước nó sẽ xảy ra cho mình. Mình sẽ chết một cách rất đẹp, a beautiful death, a happy dying, a beautiful dying. Đó là kết quả của những người tu chánh niệm cho vững chãi trong đời này. Cũng như là tờ lá khi mà nó rụng xuống, nó múa một cách rất là ngoạn mục. Thì chúng ta nếu thực tập cho đàng hoàng thì đến khi chết chúng ta sẽ chết rất đẹp, và cái chết cũng là mình cũng tiếp tục là một bài học cho những người khác. Chết mà không có chết thì mới gọi là chết. Chết mà không có thấy mình chết, tại vì mình chết mỗi giây mỗi phút, để mình sống ra mỗi giây mỗi phút, mình có mặt ở khắp nơi chứ không phải là chỉ ở đây mà thôi. Và đó là cái phần của mình, đó là cái nguyện cho cái bản thân mình. Và tới cái, những cái câu kế tiếp là mình nguyện cho những người khác. Tại vì tu tức là tự độ, rồi tới độ tha. Đây là cái phần độ tha. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, lại sẽ lại làm đệ tử Thích Như Lai. Nếu con cần sinh ra trở lại thì con là muốn làm đệ tử Đức Như Lai lại. I want to continue as your disciple, as your brother, as your son, as your daughter. Tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về đến giác. À, kiếp này con tham dự vào sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Và kiếp sau con cũng muốn tham dự vào sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Tại sự nghiệp của Đức Thế Tôn là muôn đời. Ngài đã nhập Niết Bàn cách đây 2.500 năm rồi, nhưng mà sự nghiệp của Ngài vẫn tiếp tục. Và chúng con là những người tham dự vào sự nghiệp đó. Được tham dự vào cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn, đó là một cái hạnh phúc rất lớn. Và vì vậy cho nên con đâu có muốn chỉ tham dự vào sự nghiệp của Ngài trong kiếp này. Kiếp sau, I will be your disciple again. I will continue. Happy continuation. Và chết như vậy thì hoan hỷ lắm, vui lắm. Mình thấy đệ tử mình đang tiếp tục. Và đệ tử mình đang tiếp tục, tức là mình đang tiếp tục. Và nếu mình còn một cái tàn dư nữa, mình cũng sẽ trở lại. Mình sẽ đầu tư hết tất cả vào trong cái sự nghiệp cứu đời. Cũng như chiếc lá. Chiếc lá trong suốt một mùa xuân, mùa hè, nó đã đầu tư hết vào trong cây. Và bây giờ nó còn chỉ có xác lá thôi. Nhưng mà còn là xác lá cũng muốn đầu tư nữa, rơi xuống, biến thành đất để nuôi cây thêm. Thì mình là như vậy. Khi mình chết thì mình chỉ còn có một cái xác thôi, một cái tàn lưu thôi. Mình đang ở trong cái sự nghiệp của Đức Như Lai, mình đã đi xa rồi, nhưng mà mình còn giữ lại một chút tàn dư này, mà chút tàn dư này mình cũng sẽ đầu tư vào thêm nữa. Thành ra trong trong cái tinh thần đó, chết là một cái rất vui, không có gì hết. Beautiful dying. Nếu cần họ sinh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, nó vui quá đi, nó có gì sợ khổ đâu. Tiếp theo sự nghiệp cứu đời,
đưa mọi loài về đúng giác. Thành tựu ba thân bốn trí. Ba thân tức là pháp thân, là báo thân, là đứng thân. Pháp thân chúng ta ai cũng đều có hết, đạt ma kaya. Báo thân tức là cái thân hưởng thọ được những cái phước báo của sự thực tập rất đẹp. Và ứng thân tức là những cái hóa thân có mặt khắp nơi, đang độ đời. Mỗi người chúng ta đều đã có hóa thân hết mà không biết. Ta có mặt ở đây nhưng đồng thời ta cũng có mặt ở chỗ khác. Nếu ta tu hành cho đàng hoàng thì hóa thân của chúng ta đang có mặt ở nhiều nơi. Ta ngồi ở đây nhưng kỳ thực ta cũng đang ở gia đình. Ta ở Tây Phương nhưng kỳ thực ta cũng đang ở Việt Nam. Và ta đang có mặt và ta đang giúp đỡ, cứu độ những người khác. Tại vì mỗi cái thành tựu của tu học của ta đều có ích lợi cho tất cả mọi người khác. Ngồi yên ở đây thì khắp chốn đều có sự yên ổn hết. An vui nơi này, an khắp mười phương. Đó là một cái câu trong bài hát của Sư Vô Giả Nghiêm. An vui nơi này, an khắp mười phương. Ngồi ở đây mà an thì cái năng lượng của sự an đó nó thấm khắp mười phương. Quý vị cứ tưởng tượng là những cuốn băng của thầy hiện bây giờ nó chưa du khắp trên thế giới, kể cả Việt Nam. Trong giờ phút này có những người đang lái xe đi lại và đang nghe thầy thuyết pháp, mà trong khi đó thì thầy đang ngồi ở đây. Quý vị cứ tưởng tượng là trong những cái nhà tù có những người tù nhân đang thực tập thiền tọa và thiền hành. Thầy đang ở trong nhà tù, thầy đang ở đang trong địa ngục. Và có những em bé đói đang ăn miếng cơm, mà miếng cơm đó là do cái tiền bản quyền bám cuốn sách ở Brazil, ở Thái Lan, ở Brazil. Nó có những cái nhà xuất bản đã yêu những cuốn sách của thầy, và những cái tiền lời đó, những tiền bản quyền đó, thì mình đã cam kết là mình cho con nít đói. Vậy thì cái miếng cơm đó đang ăn đó, nó cũng chứng tỏ rằng mình đã có mặt. Vậy thì khi mà chúng ta tu hành cái đàng hoàng, chúng ta có hóa thân khắp nơi. Chúng ta không có đợi đến thành một bậc toàn giác như là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà chúng ta vẫn có hóa thân khắp nơi. Mình ngồi ở đây mà mình tu hành cho đàng hoàng thì cha mẹ mình được nhờ ở bên nhà, mà anh em mình được nhờ ở bên nhà, đồng bào mình được nhờ ở bên nhà. Tại vì cái an vui của mình là cái an vui của cả dòng họ, của cả quốc dân, của cả thế giới. Và mình mà điên loạn thì thế giới điên loạn, mình mà an vui thì thế giới an vui. Vì vậy cho nên chúng ta mỗi người đều có pháp thân, báo thân và ứng thân cả. Và càng tu tập thì ta càng thành tựu ba thân đó một cách vững chãi, rồi là thành tựu ba thân bốn trí. Bốn trí tức là bốn cái mặt của trí tuệ. Khi mà cái tâm của ta, cái tàng thức của chúng ta, nó chuyển hóa những hạt giống xấu, chuyển hóa những hạt giống tốt ta phát hiện, thì cái tâm của chúng ta nó có tác dụng soi sáng như là tấm gương. Thì cái trí đó gọi là đại viên cảnh trí, the wisdom of the great mirror. Đại viên cảnh tức là một cái tấm gương nó tròn và nó lớn. Thì cái tàng thức của mình mà khi mà tu tập để chuyển hóa thì nó trở thành ra một cái tấm gương tròn lớn gọi là đại viên cảnh. Cảnh tức là tấm gương, đại viên cảnh trí, trí đại viên cảnh. Đó là cái trí thứ nhất. Cái trí thứ hai là trí bình đẳng tánh.
Cái trí này nó cho chúng ta thấy được cái tính cách tuyệt đối bình đẳng giữa chúng sanh này với chúng sanh khác, không có kỳ thị, không có phân biệt. Tôi là anh là tôi, chúng ta không phải là hai. Loài này nó tương thức với loài khác. Cái thấy đó gọi là cái thấy tương thức. Cái thấy đó là cái thấy khi mà cái sự phân biệt về ngã nó lấy đi rồi. Cái thấy đó gọi là cái thấy bình đẳng. The wisdom of equanimity. Samatha, samatha tức là bình đẳng. Bình đẳng tánh sama này là bình đẳng, samatha. Bình đẳng tánh. Cái chữ ta này nó có nghĩa là tánh, còn chữ sama là bình đẳng tánh. Và cái thức này là do cái trí này là do cái thức thứ bảy, tức là mạt na, chuyển hóa mà thành. Và cái trí thứ ba là trí diệu quan sát. Là cái trí tuệ có thể quán chiếu được mười phương, thấy được rất rõ ràng mà không có sai lầm, không có tri giác sai lầm nữa, gọi là diệu quan sát trí. Cái này là do cái thức thứ sáu là ý thức Manovijnana chuyển hóa mà thành nhờ cái sự tu học. Và cuối cùng cái trí thứ tư là trí thành sở tác. Thành sở tác là cái trí có thể thực hiện được tất cả những cái gì mình mong. Là cái trí này là do năm cái thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm cái thức cảm giác mà khi không còn sai lầm nữa thì trở thành ra trí thành sở tác. Và thức thứ sáu khi không còn sai lầm nữa thành ra diệu quan sát. Thức thứ bảy khi không còn sai lầm nữa thì gọi là bình đẳng tính. Và thức thứ tám khi mà không sai lầm nữa gọi là vĩ đại viên cảnh. Đây là bốn trí của người giác ngộ, từ tám thức mà chuyển thành, gọi là thành từ ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông. Năm mắt tức là mắt thịt, chúng ta có thể dùng mắt thịt của chúng ta được, mỗi ngày chúng ta dùng mắt thịt thôi. Rồi cái gì mắt gì nữa, mắt trời, chúng ta có thể sử dụng mắt trời. Mắt trời là con mắt có thể nhìn được rất xa, gọi là thiên nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn. Còn ba mắt nữa là mắt gì? Pháp nhãn, tức là con mắt của chánh pháp. Gì nữa? Nhất thành chút đi. Cái gì mà đến Phật nhãn chứ? Giữa đó là cái gì nữa? Cái gì? Nhục nhãn không phải nhãn nhục đó nha, nhãn thiên nhãn, thiên chứ, thiên nhãn. Gì nữa? Pháp nhãn. Gì nữa? Chân pháp nhãn. Gì nữa? Tuệ nhãn ha, và Phật nhãn ha, phải không? Nhưng mà tại làng Mai mình có thêm một con mắt nữa gọi là tăng nhãn. Tăng nhãn. Mà cái tăng nhãn quan trọng ghê lắm.
Cho nên sau này mình sẽ nói là thành tựu sáu mắt, sáu thần thông. Tâm nhãn cho mình là quan trọng lắm. Mắt tâm nhìn cuộc đời. Sáu thần thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên tỷ thông, cái gì đó, thái tâm thông, cái gì đó sáu cái. Lậu tầng thông. Lậu tầng thông là cái lớn nhất. Lậu tầng thông tức là túc mạng thông là tới lậu tầng thông. Túc mạng thông tức là nhớ lại được tất cả những cái gì của các kiếp trước. Và lậu tầng thông tức là chuyển hóa được tất cả những cái phiền não hữu lậu sạch hoàn toàn, là lậu tầng thông. Mấy cái này nếu mà quên thì mở từ điển ra ta chứ không có gì. Thiên nhãn ha, không, thiên nhĩ thông, thần túc thông. Thần túc thông là đi bằng thần thông, đi mau lắm. Gì nữa hả? Tha tâm thông tức là biết được cái người kia đang cái gì. Gì nữa? Túc mạng thông, túc mạng thông tức là biết được, nhớ được những cái kiếp trước. Rồi lậu tầng thông, lậu tầng tức là những cái hữu lậu, những cái phiền não mà từ dược hết gọi là lậu tầng thông. Lậu tầng thông là cái thần thông lớn nhất. Mấy cái kia cũng rất cần lắm. Nếu chỉ cần, nếu muốn có thiên nhãn thông thì dùng module telephone chắc cũng được. Muốn có thiên nhãn thông thì dùng TV. Muốn thần túc thông thì đi Jet Airline này. Sử dụng năm mắt, sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cõi. Như chuyện này giống như xa vời lắm, nhưng mà mình có thể làm được. Có mặt một lần trong ba cõi, vừa có mặt ở trên sân thường, vừa có mặt ở dưới sân hạ, vừa có mặt ở sân mới. Nếu mình tu hành cho đàng hoàng thì mình làm gương cho tất cả các sư anh, sư chị, sư em. Mình có mặt hết tất cả, vừa có mặt ở bên nhà nữa. Ra vào tự tại, rồi xuất nhập vô ngại. Đi vào địa ngục cũng được, đi lên thiên đường cũng được, cứu độ, hóa độ mọi loài, chuyển hóa và đưa người, những người kia sang bên bờ giải thoát, là hóa độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển, không bỏ một ai, tức là không loại ai ra khỏi. Cái đó gọi là cái hành bất xả. Một mặt thì mình phải thực tập và xả, tức là buông bỏ, để không có vướng mắc. Một mặt thì mình phải tập bất xả, là không có buông bỏ ai hết, không có exclude ai hết. Hai cái đó nó đi đều với nhau. Mỗi chúng ta đều phải tập cả hai cái. Một là phải buông bỏ để đừng vướng mắc. Hai là không có nên bỏ người ta tội nghiệp. Bất cứ chuyện là không có còn bị sa đọa trở lại. No return.
A bề bạc trí, A bề bạc trí, A vai vắc chỉ. Bất thối chuyển. Nhân từ này có trong kinh A Di Đà, A bề bạc trí. Tới đây thì chúng ta chấm dứt cái đoạn nói về phát nguyện hành trì. Trong cái phần phát nguyện hành trì này có cái phần hành trì cho bản thân, rồi có cái phần hành trì cứu độ mọi loài, bắt đầu từ sống chánh niệm trong một phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ, và tiếp theo là nếu cần họ sinh kiếp khác, cho đến câu tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển. Và chúng ta tụng cái bài này, năng lượng có thể được chế tác rất nhiều nếu chúng ta tụng với chánh niệm. Đây là đoạn chót nói về cái bồ đề tâm của mình, cái ước vọng lớn của mình, cái great aspiration của mình. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, thì nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. My aspiration, my desire is unlimited, just like the world, the cosmos, just like the number of living beings, just like the karma, just like the afflictions. Tất cả những cái đó đều vô tận hết. Chúng sanh vô biên, thầy nguyện độ. Phiền não vô tận, thầy nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thầy nguyện học. Phật đạo vô thường, thầy nguyện thành. Nó là vô lượng, mà cái nguyện của mình nó cũng vô lượng. Hai cái nó matching each other, hai cái nó tương đối nhau. Vậy thì nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Con nay xin lại buộc phát nguyện tu từ công đức chia sẻ với muôn loài hữu tình. Những cái công đức mà mình có được do sự tu từ, tu tập và hành trì, thì mình chia sẻ với tất cả mọi loài để báo đáp được trọn vẹn bốn ơn. Chúng ta biết bốn ơn là gì rồi, và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi. Chúng ta biết ba cõi là gì. Xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh hoàn thành tuệ giác lớn. Đây là xác nhận lại cái mục đích của đời mình. Mục đích của đời mình không phải là thực hiện cái gì nhỏ nhỏ, mà thực hiện cái gì rất lớn. Không phải là lập một gia đình, một vợ ba con. Không phải là được làm chủ một hãng bào chế dược phẩm. Không phải chỉ là để làm hội trưởng của một hội Phật giáo. Cái nguyện của mình nó lớn hơn nhiều. Đó là cái nguyện độ hết tất cả chúng sanh. Mà người tu phải có cái ước muốn lớn đó, cái đại nguyện đó. Cái đó gọi là bodhicitta, cái đó là bồ đề tâm. Xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh hoàn thành tuệ giác lớn. Tuệ giác lớn tức là samyak, anuttara samyak sambodhi, tức là anaudala tam miểu tam bồ đề. Cái tướng phạm đó, anuttara samyak sambodhi. À, mình tiếng Anh là A Nộ Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, mà dịch là vô thượng, chính đẳng, chính giác. Tức là cái sự giác ngộ chân chính, không có gì sánh bằng, cao hơn hết.
không có gì bằng, cao hơn hết. Chính đẳng chính giác, vô thường chính đẳng chính giác, tuệ giác lớn, tức là the greatest wisdom, và đó là cái mục đích của mình. Mahabodhi tức là đại bồ đề, Mahabodhi tức là tuệ giác lớn. Thưa đại chúng, chúng ta đã học được công phu sang thứ ba, thì sao chúng ta sẽ học về công phu chuyển thứ ba?